Mua được đồ không cái này? Mua được đồ không? Còn đồ chi không? Mua bao này hả? Không, chị qua cái shop đường Núi Thành thôi. Tại vì cái Núi Thành là một cái ở Hồng. Shop thì mà phải là đồ con sáu rồi. Cái con kho trước mà mua nó đi kìa, ừ. Nó thơm nó đi. À. Chồng na nó thì đang đi mua cái con kho chi mà của loài chi Thái Lan hả? Loài chi đó, hình như là Thái như vậy. Đồ nó đâu có thơm đâu em, anh bỏ một đống cũng thơm đâu, tự nhiên mua. Thì nào cũng nát đúng không? Cái mà có ba cái một bữa hả? Ừ, đúng rồi. Chị nói vậy, ba bịch có 50 hả? Mà công dần thiệt không thơm luôn. Ta ăn bịch mà 50 mà nó thơm ha. Ừ. To đó không thơm, bán nó lù lù lù. Biến từng hở mà sao bên đây mà nó nói miết vậy? Ừ, nó nói vậy biết được. Em tưởng nó hạt theo chị chứ. Bây giờ em thấy chị nói cao bé thằng Thái à. Hồi nãy đi qua chỗ bà bấm chị nướng lọc ngô tính mùi vậy ăn. Em còn no, tính là em còn no luôn. Còn này rồi, rồi. Khách mời ơi. Gì là bé lên đây luôn này. Yên. Về thì định tay gì luôn. Một mình em lấy hai tay hả? Tự đúng. Ở dưới ở trên này nãy không mưa hả? Không. Ở dưới kiến mưa. Lấy ví dụ như chiếc nhẫn mà nhẫn thiệt á kìa, bằng thiệt á, mà mình đi đổi cái size nhỏ đó, ừ. Chắc là cũng tốn chứ đúng không, tốn tiền đúng không? Không tốn hả? Ừ. À, làm nhỏ với lại nâng size đó không tốn. Với là làm mua chú này mà bón chú khó hay sao? Mình đổi chú khó. À. Em có hóa đơn á không? Không, không có hóa đơn. Không có hóa đơn thì đổi chú khác không được, nhưng mà sẽ bán dạng mắc hơn, tiền công tiền đồ tính mắc hơn. Ừ.
thì mà giải đó. Bằng tay hay là bằng chi? Bằng thiệt á. Toàn là 98, 99 nữa hả? Ừ, 99 á. Ờ, cái 99 đó thì không. 99 đó thì ở có giá, em coi thì giá chị mua cũng được thì mình bán thôi. Mỗi chỗ tiện. Không, em đổi nhau. Em đổi sai chứ em. Nhỏ quá à. Nó to quá kìa. Thì ra ngoài chợ mình nè. Cho em đổ cái nhẫn chỉ sai nhẫn. Nếu mà đổ như đó là không tính tiền, nhưng mà nhiều khi là cái giá vàng lên thì họ cũng sẽ bù lại không đủ ngang chứ. Nhưng mà phải mua thêm cái chi nữa thì đổ. Ủa, trong cái chiếc nhẫn là có để vòng chi, hiệu chi chứ đúng không? Ở dưới cái bên trong cái nhẫn là vàng 98, 99 vẫn ghi chân chứ. Ừ. Ra mấy cái vàng nó đổ những cái lách tóc tay không ý là đổi em đeo chữ cho ông thôi chứ giờ khuôn nó to quá kìa. Nhưng mà ý là đâu có nói cái màu vàng nó mang những già em đâu có đeo đổi gì cho mẹ em đeo chứ. Do mẹ kêu sợ mua ở Đà Nẵng mà gì con người đổi là nó mất giá. Đúng rồi đó. Hồi trước cũng nghe Quảng Ngãi nói đứa mà chị cũng bình thường mẹ, chị mua ở Quảng Ngãi thì đổ Đà Nẵng cũng bình thường do có giá vàng thì mẫu nơi nhiều rất là ai có liền ăn nhất nhất là tiện mà có mua bán chơi nhau được được mình nên đổ thôi. Vô Hoa Kim Nguyên cho chết rồi. Hoa Kim Nguyên bị phốt hơi nhiều nữa. À. À, em vô Ngọc Thịnh đó. Ngọc Thịnh đó đâu? Ngọc Thịnh là vô cái đường Trần Đạo Vương đó. Đó. Gần chỗ mới á. Chỗ Hoa Kim Nguyên chạy thẳng lên Ngọc Thịnh đó mọi người tiếng. Giá vàng nó được à. Tiệm nó lớn không? Lớn. À, Ngọc Thịnh có tiếng rồi nãy rồi. Cái này kia nó xịt. Là cái chỗ mà túi túi đi ăn là toàn bò. Không phải là bò, chính là bò không nha. Chắc là mình nướng bò thì sẽ thích cái nướng bò hay ăn á. Ăn bò miếng 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 á. À, ăn, ăn kiểu son kiểu bằng nĩa với bằng vô á. Ăn son ăn kiểu bằng nĩa với bằng vô á. Thì cái nó phải có gì nĩa với da mới cắt được ly. Ừ. Ăn nó không có nĩa với da đâu, cắt ăn được đâu vì cái miếng bự mà. Nhường chị Yên à? Ừ. Cái sôi thuận lộn. Gần xong rồi. Thằng cho bé đang ngồi nghỉ xíu. Xíu rồi tiếp. Còn dưới đây nhiều lắm nè. À. Để mẹ nó chờ lâu. Và xong nằm chờ chứ không bé? Có đi đâu không? Ừ. Để anh Huy qua bên kia. Tôi ngồi ghế lại nữa.